bây giờ là 3:28, mẹ Hương cháu đưa một tàu vô gia cư từ nhà mình đi đến Long An. Bạn ấy không nhà, không cửa, không người thân, nửa đêm đau bụng cầu cứu mẹ Hương giúp đỡ bạn ấy đi sinh nở, không kinh phí, xin mọi người đồng hành giúp đỡ ủng hộ mẹ bầu vô gia cư. Bây giờ là 3:28, nửa đêm nửa hôm phải đưa bà mẹ bầu đi đẻ. Bây giờ là hơn 3 giờ đêm, mẹ Hương có gửi một clip ngắn lên cộng đồng xin mọi người giúp đỡ kinh phí cho mẹ bầu vô gia cư, lấy tiền để đóng viện phí. Mẹ bầu không nhà, không cửa, không tiền, cái gì cũng không. Hơn 3 giờ đêm đau bụng quá, cầu cứu mẹ Hương đến giúp đỡ và đưa đi sinh nở. Số tài khoản Giáp Thị Sông Hương 06 000 558 2019, ngân hàng Sacombank. Xin kinh phí cho bà bầu. Bắt taxi đi xuống bệnh viện Long An hết hơn 700.000. Đấy là một lượt đi, còn chưa có tính lượt về. Đây là nửa đêm ha, đường phố rất là vắng, không có buôn bán gì, chỉ có ánh đèn thôi. Mấy đứa trẻ sơ sinh ở nhà gửi người trông để mà đưa bà bầu đi đẻ. May quá có người trông họ.